Nên làm gì đây? Chuẩn bị nhúng nước cái máy nè. Làm gì chứ? Đến làm cái clip. Làm gì khi máy bị rớt nước? A few moments later. À, báo không mà. Mày quá. Hello anh em. Hôm nay mình sẽ quay trở lại với clip hướng dẫn nhanh cách xử lý khi thiết bị điện tử bị rớt xuống nước. Như chúng ta đã biết thì cái việc mà rớt nước, cả nước biển lẫn nước ngọt thì đều gây ra cái việc hư hỏng cho thiết bị điện tử. Vậy thì cái việc xử lý sớm của anh em nó sẽ giúp ích cho cái việc sửa được hay không ha. Cái việc đó rất là quan trọng, rất quan trọng hơn cả việc đem đi sửa nữa. Cho nên là có những cái anh em nên nhớ và xử lý ngay lập tức khi mà thiết bị của anh em bị rớt nước. Đầu tiên là rớt biển thì 99% là thua đó, tại vì cái nước muối nó vô mặt này nọ nó phá hủy rất là nhanh, cho nên khả năng cứu được rất thấp. Còn nước ngọt thì khả năng sống cao hơn, tuy nhiên chúng ta cũng phải có những cái sơ cứu nhất định. Chúng ta lên mạng thì thấy là việc nào là bỏ vô hũ gạo hay này nọ nó kia, ok, đó là một trong những cách xử lý thôi. Nhưng mà để mà xử lý tốt nhất thì các bước nó như thế này. Sau khi máy mà bị rớt nước thì điều đầu tiên là không được mở máy. Khi mà các bạn mở máy mà có điện vô cái mặt đang bị ướt thì cái nước nó sẽ làm đoạn mặt cái máy của các bạn. Và cái việc đoạn mặt đó nó sẽ gây ra một tình trạng hư luôn, không sửa được hoặc là rất là khó để sửa. Cho nên nếu mà mới bị rớt nước thì chúng ta không mở máy mà hãy tháo pin ra. Cục pin là rất quan trọng, để nó có thể bị chập và gây nóng. Và những cái gì tháo được chúng ta tháo luôn. Ví dụ như cái máy này mình tháo ống kính, tháo len. Chúng ta tháo những cái nhỏ nhặt như vậy thì khi mà xử lý nó sẽ đơn giản hơn. Sau đó chúng ta sẽ ngâm cái máy mới bị rớt nước vô nước ngọt. Đây là cái thao nước. Tại sao lại làm cái chuyện này? Cái việc mà ngâm như vậy á, nhất là các bạn bị rớt vô nước biển thì cái việc ngâm như vậy nó sẽ làm rã cái muối ra và làm dễ xử lý hơn, sau đó giúp cho cái mặt cái máy của các bạn không bị hư hại. Nếu như mà chúng ta rớt nước ngọt mà thời gian ngắn thì không cần làm cái giai đoạn này ha. Còn nếu mà ngâm lâu quá, ngâm chừng nửa tiếng, một tiếng thì thôi cứ bỏ vô nước ngọt sạch như vậy, chúng ta rửa lại thì nó sẽ dễ chịu hơn. Dĩ nhiên là với những cái pin bọng này nọ tháo ra hết ha. Đó, và chúng ta ngâm như vậy càng lâu càng tốt. Nhất là các bạn rớt biển thì mình nghĩ các bạn ngâm cả ngày luôn cũng được, không sao hết. Tại vì khi mà đưa vô cho sửa chữa thì người ta cũng sẽ ngâm cái máy của các bạn, thậm chí ngâm mấy ngày luôn để mà cho mặt mít này nọ nó rã muối ra ha. Cái việc mà ngâm như vậy cũng là một cách giải quyết hay ho đó, nhất là các bạn rớt nước biển. Ok, sau khi mà ngâm một buổi mà máy nó có và máy nó đã sạch sẽ rồi thì chúng ta sẽ lấy ra đó và đem đi sửa. Đây là những cái sơ cứu mà sẽ giúp cái máy các bạn có được sửa tốt hay không. Không cần phải bỏ vô thùng gạo hay này nọ hút ẩm, tốt nhất là cứ đem đi sửa. Cái việc mà bỏ vô thùng gạo để hút cái ẩm ra cũng là một cách, nhưng mà nó chỉ hiệu quả đối với lại những cái máy mà bị ít thôi, tức là nước nó vô chút xíu thôi. Còn nếu mà nước nó vô lỏng chà lỏng chỏng như kiểu này thì các bạn có ngâm một tấn gạo thì nước cũng không hết đâu đó, chỉ có thể đem đi sửa mà thôi đó. Khi mà sửa thì anh kỹ thuật anh sẽ mở máy các bạn ra, mở sạch sẽ luôn, men mít đồ ống kính ống kiếp mặt mít này nọ mở ra hết, sau đó là chà rửa lại sạch sẽ, kiểm tra con nào mà nó hư á, cái tụ nào mà nó hư thì người ta sẽ thay thế hoặc là sửa chữa. Dĩ nhiên là cái việc sơ cứu đó thì không chắc sẽ cứu được cái máy các bạn, nhưng mà ít ra cái khả năng sống sót nó cũng sẽ cao hơn. Nhưng mà mình cũng khuyên là nếu như các bạn đi biển, đi hồ thì nên cẩn thận, hoặc là những cái máy của chúng ta có thể xài những cái giỏ chống nước nếu như các bạn sử dụng gần cái mặt nước đó. Ví dụ như mình có một cái giỏ chống nước như vậy đó, là cái giỏ chống nước cho máy ảnh. Thì mọi người nếu mà thích
biển bơi lội này nọ thì có thể sắm một cái bỏ máy vô đây thì nó sẽ an tâm hơn rất là nhiều so với lại cầm khơi khơi, đúng không? Ok, đó là một cái chia sẻ ngắn của mình về cái việc mà máy rớt nước hoặc là tất cả những đồ điện tử khác, điện thoại, iPad hay là GoPro hay này nọ nó kia, nói chung là đồ điện tử nếu mà rớt nước thì chúng ta cũng nên sơ cứu kiểu như vậy. Nhớ nha, tuyệt đối không mở máy, nhớ lấy pin ra, không cần phải để vô hũ gạo đâu, đem đi sửa càng sớm càng tốt. Mình có một cái cục pin dự phòng mà mình chỉ rớt nước biển khoảng chừng 5 giây thôi, tỏ một cái là mình dứt nó lên liền, mình cũng không cứu được. Cái nước biển nó ghê gớm lắm luôn á, cho dù là mình đã ngâm nước ngọt cả buổi trời luôn nhưng mà vẫn không cứu được, tại vì nước biển nó đã len vô sâu ở trong rồi và nó ăn hết mấy cái mạch rồi, cuối cùng cũng không sửa được. Ok, well, clip chia sẻ ngắn này tới đây thôi ha. Để mà coi được nhiều clip hơn thì mọi người có thể coi cái channel của mình. Nếu mà thấy clip hữu ích thì mọi người cho mình xin một like và một subscribe. Ok, cảm ơn các bạn, hẹn gặp lại sau. Mình là Trần Ghi. Follow G để biết thêm nhiều trò vui.